kính chào quý vị và bà con. Mây dày vẫn đang bao phủ ở khắp các vùng biển từ ven bờ ra đến ngoài khơi quanh vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Dự báo đến chiều nay thì mây sẽ tiếp tục phát triển mạnh, những cơn mưa rào nặng hạt chút xuống từng đợt khiến cho việc di chuyển tàu sẽ gặp nhiều khó khăn. Mưa không chỉ khiến tầm quan sát bị hạn chế dưới 10 km mà trong mưa rông còn tiềm ẩn với lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8 gây nguy hiểm. Bà con đánh bắt ở dọc ven bờ từ vịnh Bắc Bộ xuống tới Quảng Ngãi, Bình Thuận, Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang cũng như quanh vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thì cần chú ý. Bà con lưu ý trên các tàu phao cứu sinh phải được bố trí ở những vị trí dễ lấy, vị trí cất giữ chúng cần phải được chỉ rõ để khi cần thiết có thể nhanh chóng lấy ra sử dụng. Bịt kín nắp hầm hàng, hầm máy, chẳng buộc dây an toàn trên bong tàu để di chuyển tránh trơn trượt giữa các tàu nên đảm bảo cự ly và khoảng cách hợp lý để có thể hỗ trợ nhau khi cần. Trong khi đó, vùng biển Trung Bộ từ Bình Định xuống đến Ninh Thuận và quanh vùng biển huyện đảo Trường Sa thời tiết tốt hơn khi mà trời ít mưa, nắng nhiều, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió ổn định cấp 4 đến cấp 5, an toàn cho các tàu thuyền đánh bắt. Trên đất liền miền Trung, chiều và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Thừa Thiên Huế có mưa rông rải rác, cục bộ có điểm mưa vượt 80mm. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mưa xảy ra muộn về chiều tối, cục bộ có những điểm mưa to và trong mưa rông cần đề phòng với lốc, xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo.